như cha vừa nói là chúng ta, các con học tiếng Việt giỏi và nhờ ba mẹ và nhờ thầy cô, đúng không? Bây giờ có một bạn sẽ đại diện cho các con lên cảm ơn thầy cô nha. Chúng ta sẽ cùng một vỗ tay thật to cho em Matthew Mai. Em sẽ đại diện cho học sinh có đôi lời cảm ơn thầy cô. Chúng ta vỗ tay thật to nào. Con xin kính chào quý cha, quý thầy cô, quý phụ huynh và tất cả các anh chị và các bạn. Tên của con là Matthew Mai. Con học lớp 4 của cô Lan. Năm nay con 11 tuổi và con đã học ở đây được 3 năm. Con xin thay mặt tất cả học sinh cảm ơn cha chánh xứ, cha phó, giáo sư các thánh tử đạo Việt Nam, cha đặc trách Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, hội đồng mục vụ, thầy cô, cha mẹ đã tạo mọi điều kiện để chúng con được học tiếng Việt. Cảm ơn các thầy cô ở đây dạy chúng con nói, đọc và viết tiếng Việt rất dễ hiểu. Ngoài ra, các thầy cô dạy chúng con kiến thức về phong tục tập quán của người Việt Nam. Mỗi năm, trường tổ chức các buổi liên hoan vào dịp Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán và liên hoan bế mạc năm học. Tất cả học sinh đều được tham dự. Con và nhiều bạn thích nhất là hoạt động picnic ngoài trời vì được vui chơi thoải mái. Các anh chị và các bạn thân mến, người lớn dạy chúng ta rằng học tiếng Việt là rất cần cho người Việt Nam hải ngoại, bởi vì chúng ta là người Việt Nam. Khi chúng ta nói và viết được tiếng Việt, thì người nước khác không lầm tưởng chúng ta là người Campuchia, người Nhật hoặc là người Trung Quốc, vì nước Mỹ tôn trọng và muốn các dân tộc khác sống trên nước Mỹ, giữ gìn tiếng nói và duy trì truyền thống văn hóa của dân tộc mình trên nước Mỹ. Chúng ta nên tự hào giữ lấy ngôn ngữ và văn hóa người Việt Nam mình. Riêng tôi, ở nhà, tôi học tiếng Việt với mẹ của tôi. Mẹ tôi dạy cho tôi nói, đọc và viết tiếng Việt. Mẹ dẫn tôi đến thư viện Thomas Jefferson Falls Church để mượn sách tiếng Việt về đọc. Tôi thường đọc sách tiếng Việt với mẹ của tôi. Mẹ dạy tôi phát âm và đánh vần. Khi nào tôi gặp trở ngại một từ mới, mẹ giúp tôi. Vào mùa hè, mỗi ngày thứ tư trong tuần, mẹ tôi cho tôi đến thư viện Thomas Jefferson từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa để đọc sách tiếng Việt và nói chuyện với nhau. Sau đó, tôi và mẹ tôi đi mua món ăn Việt Nam để ăn trưa. Gia đình tôi muốn tôi nói tiếng Việt Nam trong nhà. Trong các anh chị, một số người đã học được nhiều tiếng Việt, một số người khác chưa học được nhiều. Tất cả họ đều còn cố gắng và đừng bao giờ từ bỏ học tiếng Việt. Người học tiếng Việt nên tập nói tiếng Việt mỗi ngày. Đọc sách tiếng Việt sẽ giúp biết đọc và viết thêm nhiều từ mới. Nên tham gia sinh hoạt với cộng đồng người Việt. Sau cùng, con xin cảm ơn quý cha, quý thầy cô, quý phụ huynh và tất cả các anh chị và các bạn đã lắng nghe con phát biểu hôm nay. Con xin kính chúc quý cha, quý thầy cô, quý phụ huynh và tất cả các anh chị và các bạn nhiều sức khỏe. Mến chúc các bạn mùa hè vui tươi. Thank you, rất là giỏi.
Đấy, các con thấy các bạn vỗ tay con không? Tức là con rất là giỏi đó. Và như vậy chúng ta thấy cái phần giỏi của em ở đây, một phần học ở trường và một phần rất lớn học ở nhà nữa quý vị. Tại vì chúng ta thấy thời gian ở trường mỗi tối thứ sáu chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi, nhưng mà thật ra những cái thời gian vào lớp rồi ổn định thì nó cũng ít hơn 1 tiếng rưỡi nữa, cho nên cái việc học ở trường hoàn toàn nó không đủ. Chúng tôi rất cần phụ huynh giúp thêm ở nhà, nói tiếng Việt, dạy các em tiếng Việt, hướng dẫn các em đọc sách, như là một cái gương mà Matthew May đã nói trong ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy đó là cái điển hình rất là tốt. Một lần nữa, cho một tràng pháo tay thật to cho Matthew May và bố mẹ của Matthew May. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều.